năm 2006 cho đến nay, chế phẩm sinh học vườn sinh thái đã được đưa vào khảo nghiệm tại nước ta, và sau hơn một năm, từ những hiệu quả mà nó đem lại đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy phép chính thức cho lưu hành trên toàn quốc. Khi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái theo đúng hướng dẫn sử dụng thì sẽ giúp cho bà con giảm được từ 20 đến 30% chi phí đầu vào do giảm được phân bón, thuốc trừ sâu đối với cây trồng. Chế phẩm sinh học vườn sinh thái là một chế phẩm sạch, không độc, không có kích thích tố và không gây ô nhiễm môi trường. Chế phẩm là hỗn hợp dạng cô đặc được sản xuất bằng công nghệ nano tiên tiến. Chế phẩm hữu cơ sinh học này sẽ trực tiếp tác động vào quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng và tạo nên hiệu quả tăng trưởng cả về chất lượng và số lượng. Báo cáo mấy anh là vườn cam này của tôi là trên 1 ha. Nhưng mà tổng số mới được có 350 cây. 350 cây rồi. Thế tôi thì coi như là người là khu phố mới. Thị trấn Minh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Tôi tên là Trần Quang Kỳ. Chúng ta đang được tham quan mô hình sản xuất cam nhờ chế phẩm sinh học vườn sinh thái của bác Trần Quang Kỳ tại khu phố mới thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Và vâng, câu hỏi đầu tiên cho muốn hỏi bác là bác đã sử dụng được cái chế phẩm này lâu chưa, và cái hiệu quả bước đầu mà mình đã sử dụng chế phẩm này thì như thế nào? Thứ nhất là về cái tỷ lệ về phân bón thì so với mọi năm, thí dụ tôi bón 1 tấn phân, thế nhưng năm nay tôi chỉ bón có 5 đến 6 tạ thôi. Nghĩa là mình giảm được khoảng gần 50% vâng. Lượng phân bón xuống, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thì vậy cho nên là tôi thấy rằng là cái này nó có hiệu quả. Cái thứ hai là về cái sau khi phun cái này thì cái bộ rễ của cây cam nó có phát triển hơn. Đấy, hơn trước. Vâng. So với trước là chúng tôi dùng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng có hại. Vậy cho nên bây giờ tôi quyết định là coi như là gia đình là coi như là đi vào cái sản phẩm vườn sinh thái của Trung Việt. Nghĩa là mình đã bắt đầu sử dụng đại trà rồi. Vâng. Vậy thì cái hiệu quả mang lại từ cái việc sử dụng chế phẩm vườn sinh thái đối với quả cam như nào? Ví dụ như là cái tỷ lệ đậu quả và cái tỷ lệ rụng quả thì nó có khác so với cái việc mà mình không sử dụng chế phẩm vườn sinh thái không ạ? Báo cáo với các anh là trước mà chưa sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái này thì ví dụ như là trước kia nó là bây giờ nó rụng 10 thì bây giờ nó giảm đi được thì còn độ khoảng 4 năm thôi. Nghĩa là mình giảm được 60% cái hiện tượng rụng quả sinh lý trên cây cam, đúng không ạ? Vâng. Thế còn cái tỷ lệ đậu quả và cái khả năng cái lượng quả mình thu hoạch thì có tăng so với đối chứng không ạ? Nếu mà so với lượng quả mà để tăng hay giảm thì bây giờ trước mắt là tôi thấy rằng là thực tế nhìn trên cây cam thì nó có thể là tăng được 20 đến 30%. Nghĩa là tăng được 20 đến 30% đúng như là các cái khuyến cáo mà nhà sản xuất đã đưa ra, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Vậy thì câu hỏi tiếp theo cho muốn hỏi bác là cái kinh nghiệm mà nhà mình sử dụng cái vườn sinh thái như thế nào để đạt được cái hiệu quả mà tối đa như vậy? Mỗi một bình phun là 15 lít nước. Sau phun hết đều một lượt, sau cách 7 đến 10 ngày sau tôi phun lần thứ hai. Và sau đó là cứ 20 ngày, 2 đến 25 ngày tôi phun một lần. Thấy cái tỷ lệ quả là rất là đồng đều mà quả xanh hơn. Nghĩa là mình cứ khoảng từ 7 cho đến 15 đến 20 ngày tùy từng cái giai đoạn thì mình sẽ phun, đúng không ạ? Vậy thì cái lượng bác pha chế phẩm một bình 15 lít ấy, thì cần bao nhiêu cái chế phẩm sinh học và sinh thái ấy? Báo cáo các anh là tôi theo đúng coi như là lời coi như khuyến cáo của công ty, tức là 5cc, tức là một nắp này. Vâng. Một nắp. Chỉ có một cái nắp nhỏ này thôi. Một nắp này là được 15 lít nước. Và pha với 15 đến 20 lít nước. Vâng. Vâng. Và chúng ta cứ phun hết chúng ta lại pha, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, nghĩa là một cái lắp rất nhỏ như này mà phun được với diện tích là khá là lớn, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì bác thấy là với cái một cái lắp nhỏ này phun với cái diện tích lớn như vậy thì bác thấy là cái chi phí sử dụng chế phẩm vườn sinh thái nó có rẻ hơn so với các chế phẩm khác hoặc rẻ hơn so với các loại phân bón khác bác đang dùng không ạ? Báo cáo anh thế này. Nếu mà nói về cái chế phẩm vườn sinh thái này, nếu mà ta nhìn vào ấy thì là coi cho nó là đắt. Thế nhưng ngược khi sử dụng thì thấy ngược lại. Nghĩa là nhìn thì đắt nhưng hóa ra lại thành rẻ, đúng không? Bởi vì là cái lượng phân tôi giảm được chi phí lượng phân đi. Vâng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lượng thuốc sâu cũng giảm đi. Rồi. Không mất như trước nữa. Bởi vì vậy cho nên là tính đắt
hóa thành vẫn là rẻ. Vâng. Nghĩa là tính ra một cái nắp này là chỉ có bao nhiêu tiền thôi ạ? Một cái nắp nhỏ như này thì bao nhiêu tiền ạ? Một cái nắp này là tính, nếu mà tính ra nó chỉ vào có 8.000. Vâng, nghĩa là một chai này là một 155.000 thì một nắp này nó chưa đầy 8.000 đúng không ạ? Chưa đến. Vâng. 7.500, 7.800. Và chúng ta thấy là ngoài cái việc mà giảm được chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì chắc chắn là cái sức khỏe của gia đình mình, những người mà trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì cũng tốt lên rất là nhiều đúng không ạ? Vâng. Vâng. Báo cáo với anh này, trước kia ấy, thì chưa sử dụng cái chế phẩm vườn sinh thái này thì chúng tôi cũng là vất vả. Cái thứ nhất là dùng thuốc bảo vệ thực vật thì hầu như là coi như là mặc áo bảo hộ này, mũ này, kính này, rồi khẩu trang này, thế nhưng vẫn mang độc hại đến bản thân. Thế nhưng ngược lại, từ cái ngày dùng chế phẩm này, chế phẩm vườn sinh thái này thì coi như là kể cả là lắm khi coi như là tôi mặc quần đùi tôi vẫn đi. À vâng, chỉ cần một cái phương tiện rất thô sơ là quần đùi áo MO và một cái bình phun là chúng ta đi phun được đúng không ạ? Thế cái bình này có nhất thiết là phải bình sạch không ạ? À, báo cáo với anh thế này, tôi coi như được học là công ty là khuyến cáo là yêu cầu là phải bình sạch, không được dùng đã dùng thuốc qua thuốc bảo vệ thực vật, vì thì nó mới mang lại được cái lợi ích hiệu quả cho cây. À rồi. Nếu như mà dùng mà thuốc bảo vệ thực vật, sau đó ta dùng cái chế phẩm vườn sinh thái này thì nó giết mất cái vi khuẩn có ích. À. Đấy. Nghĩa là trong cái chai chế phẩm này rất là nhiều thành phần, trong đó có cả vi sinh vật có ích đúng không ạ? Vâng. À, vâng. À, cái mong muốn của người nông dân thị trấn Vĩnh Tuy cũng như là các cơ quan lãnh đạo địa phương là cũng mong muốn là đưa công nghệ khoa học áp dụng vào trong quá trình sản xuất kinh doanh để làm sao nâng cao chất lượng hiệu quả của sản phẩm và năng suất của cây chợ.